Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 8 và ví phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em giới thiệu khóa học và quay cho em xong cái bài số 1 rồi đúng không nào? Nói chung ấy, các cái bài đầu á thì nó chưa hấp dẫn lắm các em. Tại vì sao? Tại vì nó toàn bộ lý thuyết không à. Chứ còn nó sẽ hấp dẫn từ những cái bài ví dụ như là định luật bảo toàn khối lượng hoặc là chúng ta viết phương trình hoặc tính số mol các kiểu thì nó sẽ cực kỳ hấp dẫn khi mà nó có công thức và có sự tính toán, có cái sự gọi là lương thì lẹo rồi á, thì khi đó thầy nghĩ môn hóa bắt đầu nó sẽ trở nên rất là hấp dẫn đối với những bạn mà chúng ta hiểu và biết làm, còn nó không bao giờ hấp dẫn đối với những bạn mà không biết làm cả. Ha, ok, ví dụ bài số 1 này thì nó cũng rơi vào gọi là phần lý thuyết thì nhiều nha. Ở đây chúng ta được học ở cái bài số 1 đó chính là biến đổi vật lý và biến đổi hóa học. Thầy nhắc lại cái khái niệm một xíu để chúng ta nắm, để chúng ta đi vào bài chúng ta làm cho nó dễ nha. Biến đổi vật lý là gì và biến đổi hóa học là gì? Chúng ta thấy biến đổi vật lý là hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái này, ví dụ rắn lỏng khí chẳng hạn, ví dụ như nước đây, nó chuyển thể từ lỏng, bình thường thì nước ở trạng thái lỏng đúng không, ta bỏ vào trong tủ lạnh nó chuyển thành là gì, thành rắn, rồi từ rắn đó chúng ta bỏ ra bên ngoài thì nó chuyển lại thành lỏng, ví dụ thế. Hoặc là nước chúng ta đem ta đun nó bốc hơi lên ở trạng thái khí thì nước nó vẫn là nước chứ nó không có tạo thành một cái chất mới đâu cả, thì về mặt trạng thái, sự biến đổi về trạng thái thì nó vẫn thuộc là về phần vật lý, được chưa? Hoặc là hình dạng, hoặc là kích thước nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, nhớ nó vẫn giữ nguyên chất ban đầu. Ví dụ như là nước là cái em thấy dễ hình dung nhất, dù cục đá này hoặc là nước lỏng hoặc là cái hơi nước mây các kiểu thì nó vẫn là nước, thì nó là vật lý chứ không phải là hóa học, nhớ lại như vậy. Còn đối với biến đổi hóa học, nhớ này, biến đổi hóa học là hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra gì, nhớ tạo ra chất khác, cứ nhớ giùm thầy là cái thằng biến đổi hóa học này là có tạo ra chất khác, tạo ra chất khác, còn cái thằng này là không tạo ra chất khác, vẫn giữ nguyên chất ban đầu, không tạo ra chất khác. Ta phải hiểu như thế nha, để chúng ta đi làm mấy thằng này cho nó dễ này. Thầy lấy ví dụ về biến đổi hóa học cho nó dễ hiểu này, cực kỳ dễ hiểu thôi. Thì lấy ví dụ như là đường này, chúng ta lấy đường, chúng ta đun lên thì ban đầu đường ấy thì về trạng thái của nó ấy, thì nó có là vị vị á, trạng thái của nó là trạng thái rắn, vị ngọt, màu là màu trắng, có đúng không? Nhưng khi chúng ta đun lên trên ngọn lửa đèn cồn sau một thời gian thì chúng ta sẽ thấy là màu của nó sẽ chuyển thành màu đen, vị bây giờ không còn ngọt nữa, vị mà vị đắng, các em hiểu nào? Và nó không còn là đường nữa mà nó chuyển thành than, và than đó chính là carbon. Như vậy đường nó đã chuyển thành là than, và than ở đây đó chính là hợp chất của carbon. Vậy thôi. Như vậy thì đó chính là biến đổi hóa học. Được chưa nào? Ví dụ như muối mà cho vào nước để hòa loãng tạo thành dung dịch nước muối thì nó không phải là biến đổi hóa học, tại vì nó vẫn là muối, vẫn là dung dịch nước muối, và chúng ta có thể cô cạn lại để chúng ta thu lại được muối là vẫn ok. Hiểu chưa nào? Thì đó chính là cái khái niệm của biến đổi vật lý và biến đổi hóa học. Khi mà chúng ta học á, ở phần sách bài tập thì các em nhớ là chúng ta phải tự làm trước. Nhớ tất cả những bài tập này chúng ta phải tự làm trước, chứ chúng ta không được mà chúng ta xem clip của thầy trước là chúng ta sẽ không tiến bộ được. Chúng ta hiểu nè. Rồi ok. Bây giờ thầy sẽ đọc từng câu, phân tích từng câu và sẽ làm cho các em chi tiết được chưa nào. Những cái bài nào mà ngắn á thì thầy sẽ làm hai clip, clip một tiết 1 và clip tiết 2. Tiết 1 thầy sẽ up ở trên kênh chính và tiết 2 thầy sẽ up ở trên kênh không công khai. Chúng ta chỉ có đăng ký cái khóa học thì chúng ta mới có thể xem được toàn bộ clip của thầy thôi. Được chưa nào? Nó cũng không đáng bao nhiêu em, chỉ có 200k ủng hộ thôi. Chứ còn sách giáo khoa thì toán khoa tự nhiên là thầy đã quay hết cho em rồi, 100 mấy chục clip đúng không nào? Ở trong kênh đã có đầy đủ rồi, cứ kể sang năm lên lớp 9 thì chúng ta cũng đã có sẵn video rồi các em nha. Câu 1.1 này. Trong các quá trình dưới đây, quá trình nào có sự biến đổi vật lý, quá trình nào có sự biến đổi hóa học? Rồi ok. 1 2 3 4 5 6. Hòa tan muối ăn vào cốc nước. Hòa tan muối ăn vào cốc nước thì chúng ta hình dung này. Rồi cho muối ăn vào cốc nước này. Chúng ta khuấy đều thì nó tạo thành dung dịch nước muối. Nó có tạo thành chất mới không? Có tạo thành chất mới không? Không tạo thành chất mới, tại vì nó vẫn là dung dịch nước muối. Như vậy thì không tạo thành chất mới thì thằng này đó chính là gì em? Đây chính là vật lý hay là hóa học?
đây chính là vật lý. Thầy chỉ việc ghi đơn giản là vật lý thôi nha. Hoặc là cái này hóa học, thầy ghi hóa học, được chưa? Châm lửa vào bắc đèn cồn, bắc đèn cồn cháy. Như vậy khi mà châm lửa vào bắc đèn cồn thì bắc đèn cồn cháy. Thì bắc đèn cồn này á, thì nếu như mà chúng ta học sau này nó gọi là paraffin, paraffin thì nó sẽ cháy. Mà cháy thì sản phẩm ở đây nó không còn là paraffin nữa các em, mà cháy cái sản phẩm ở đây nó sẽ tạo thành đó, tại vì nó cái đèn bắc đèn cồn đây là gọi là một hợp chất hữu cơ gọi là hydrocarbon đó, gọi là paraffin đấy. Khi cháy sản phẩm của nó sẽ tạo thành khí CO2 cộng với hơi nước. Nhưng mà khi đó nó không còn là paraffin nữa, mà cái sản phẩm tạo sau cùng sau này đó chính là CO2 carbon dioxide cộng với nước. Như vậy thì thằng này có tạo ra chất mới thì đây chính là hóa học. Chúng ta hiểu thế. Tiếp tục, cô cạn nước muối thu được muối khang. Như vậy ở đây muối và cuối cùng sản phẩm thu được nó vẫn là muối, thì chứng tỏ thằng này đó chính là vật lý. Đốt cháy ga để đun nấu. Khi mà đốt cháy ga để đun nấu thì chắc chắn cái sản phẩm cuối cùng ở đây, cái sản phẩm cuối cùng ở đây đó chính là CO2 cộng với nước. Như vậy thằng này đó chính là hóa học. Rồi chứ nào, đốt cứ em cứ hình dung là khi mà cứ đốt á, thì đường nào nó sẽ tạo thành chất mới à? Cứ đốt cháy là đường nào nó tạo thành chất mới, và đốt cháy cái sản phẩm nó là thường là CO2 cộng với nước. Có chất mới này, có chất mới sinh ra này, thì đó chính là hóa học. Được nè, đây em thấy đốt cháy này, đốt cháy này thấy không? Rồi châm lửa thì khác này gì đốt cháy, không? Đốt cháy nến thì cái này là sản phẩm cũng là CO2 cộng với nước, nên cái này cũng sẽ là hóa học. Kết tinh nước biển để thu được muối ăn, tại vì bản chất ở trong nước biển nó vẫn là muối, và thu được đây vẫn là muối, nên thì thằng này chắc chắn là gì, đây chính là vật lý chứ không phải là hóa học. Như vậy ở trong đây nó gồm có ba câu: biến đổi hóa học, biến đổi vật lý, đó chính là câu số 1, số 3 và số 6 đúng không? Biến đổi hóa học đó chính là 2, 4 và 5. Rồi ok, thầy đã có sự giải thích rồi, nên là chúng ta sẽ xem rồi sẽ hiểu thôi. Nó rất là dễ, em chả có gì khó cả nha. Những cái phần này chưa, thầy nói chưa hay, thầy nói rồi. Nếu các em canh nản thì chịu thôi, chứ thầy nói chưa hay, tại vì nó toàn là lý thuyết không à. Ta đi sang câu số 2. Câu số 2 này. Một đầu bếp thắng đường thì là đun đường đúng không? Để làm nước màu trong chế biến các món ăn như cá kho, thịt kho tàu. Thì cái này là hồi nhỏ thầy cũng thấy mẹ thầy là hay đun nước đường này, nó từ đường mà màu trắng nó chuyển sang cái màu vàng nâu, mà cái màu vàng cánh gián đó kìa. Mấy bạn nữ mà phụ mẹ nấu ăn thì chắc chắn sẽ biết thế này. Thì quá trình đó được chia thành các giai đoạn sau: một, cho đường vào chảo, đường từ từ nóng chảy. 2. Đường chuyển màu từ trắng thành vàng nâu, sang đỏ rồi tới đen. Đen là cái cuối cùng này, là carbon này. Giống như thầy đã cho cái ví dụ ban đầu . Cho nước vào chảo để hòa tan các chất. Hãy cho biết ở giai đoạn nào xảy ra sự biến đổi vật lý, ở giai đoạn nào xảy ra sự biến đổi hóa học. Phải nào? Như vậy thì khi mà cho đường vào chảo, đường từ từ nóng chảy. Như vậy lúc này nó đã sinh ra tạo thành chất mới không? Chưa tạo thành chất mới, thì chứng tỏ cái giai đoạn này đó chính là, đây chính là biến đổi gì? Đây chính là biến đổi vật lý, nghĩa là nó chưa tạo ra chất mới nha. Còn cái giai đoạn 2 là đường chuyển từ màu trắng sang tới màu đen này, thì đây chắc chắn là ở đây các em thấy trắng này mà thành đen này, nghĩa là đường sau đó đen, đây chính là carbon, mà carbon là hợp chất mới, nên thằng này đó chính là hóa học. Biến đổi đây là hóa học, được chưa? Tiếp tục, cái giai đoạn 3 là cho nước vào chảo để hòa tan các chất. Cho nước vào chảo hòa tan các chất thì đây chính là gì? Đây chính là biến đổi vật lý nha. Vật lý vậy đó, hiểu không? (Cười)
Rồi, ta đi sang câu số 3. Dưới đây là sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng của nhà máy nhiệt điện ở hình 1.1. Được không? Như vậy thì đốt nhiên liệu than khi đốt tỏa ra nhiệt lượng làm nóng nước để tạo thành ở đây là hơi nước. Hơi nước ở đây là làm quay turbine. Turbine là máy ra phát điện và phát ra điện năng. Quy trình đó được mô tả thành 4 giai đoạn sau: 1. Đốt nhiên liệu là than khí đốt. 2. Nước nóng bay hơi và được nén ở áp suất cao. 3. Hơi nước làm quay turbine của máy phát điện. 4. Cơ năng được máy phát điện chuyển hóa thành điện năng. Trong mấy giai đoạn trên, những giai đoạn nào có sự biến đổi vật lý? Biến đổi vật lý nha. Như vậy thì đốt nhiên liệu, các em cứ thấy từ đốt cháy hoặc là nói chung là cứ nó cháy hoặc là châm lửa các kiểu thì đây chính là hóa học. Đã đốt, đốt thì ví dụ như đốt than hoặc là đốt với hợp chất hữu cơ đó thì sản phẩm cuối cùng nó sẽ là CO2 cộng nước, thì nó chính là hóa học. Thằng này là hóa học này, cứ thấy đốt là hóa học à, em hiểu nè. Đó, nước lỏng bay hơi và được nén ở áp suất cao. Lỏng mà chuyển thành hơi thì cái trạng thái của nó thì đây chính là gì? Đây chính là vật lý này. Tại vì nước nó vẫn là nước, sau đó hơi nước làm quay turbine của máy phát điện thì thằng này vẫn là gì? Cũng là vật lý, đúng không? Giai đoạn này vẫn là vật lý, đâu có sinh ra chất mới đâu. Cơ năng được máy phát điện chuyển hóa thành điện năng thì thằng này cũng là vật lý, cũng chả có sinh ra chất nào mới cả. Nhưng mà trong trong này thì nó có 3 giai đoạn vật lý. Đây, người ta không hỏi là biến đổi học nha, mà người ta hỏi kèm theo sự biến đổi vật lý, đó chính là 2, 3, 4. 1, 2, 3, đây câu B. Đó, chúng ta chọn này là câu B các em nha. Ok. Rồi, cho các phát biểu dưới đây. Ở bên đây câu hỏi cái gì nè, để mình phân tích luôn. Các phát biểu đúng là đúng nha, đúng chứ không phải sai. Bây giờ chúng ta sẽ đọc và phân tích luôn câu nào đúng và câu nào sai để chúng ta điểm luôn nha. Quá trình cho vôi sống là CaO vào nước tạo thành nước vôi trong CaOH lại lần là sự biến đổi vật lý, là đúng hay sai? Cái này là sai này, cái này sai này. Tại vì vôi sống vào nước, sau này chúng ta sẽ học cái phương trình này, thầy viết cho em xem luôn. CaO cộng nhân nước thì ở đây sẽ tạo thành là nước vôi trong là CaOH tất cả hai lần này. Đây calcium hydroxide. Đó. Đây là calcium oxide. Đây là nước. Được chưa nào? Khi đốt nến giống như hồi nãy thầy nói là paraffin đúng không? Nóng chảy thành paraffin lỏng rồi chuyển thành hơi. Hơi paraffin cháy thành khí carbon dioxide hơi nước. Các quá trình diễn ra trên đều có sự biến đổi hóa học là đúng này. Cái này đúng là cái này. Cái này đúng là phản học, tại vì cái câu này hồi nãy thầy đã phân tích rồi. Như là nến cháy thì cái sản phẩm cuối cùng không phải là nến nữa, đó chính là cái carbon dioxide là CO2 á. Thằng này nó chính là CO2, đây là nước nè. Giũa thanh sắt. Giũa thanh sắt thu được mạt sắt. Giũa thanh sắt thu được mạt sắt là sự biến đổi vật lý, cái này đúng nè. Tại vì bản chất nó vẫn là sắt. Em hiểu không? Trứng gà vịt để lâu ngày bị ung là sự biến đổi hóa học, đúng hay sai nha? Cái này đúng nè. Đúng nè. Cái ung này đó chính là cái khí gì em? Khí H2S này, hydrosulfur. Từ từ, ở cái câu số 2 này hơi có vấn đề này, do là chúng ta đọc không kỹ này. Khi đốt nến paraffin nóng chảy thành paraffin lỏng. Tại vì khi mà đốt á, nến nó dưới dạng là rắn, cây nến nó dưới dạng là rắn, sau đó nó chuyển thành là lỏng. Thì giai đoạn sau đó chuyển thành hơi. Thì cái giai đoạn này á, cái giai đoạn này là vật lý nha, chứ không phải là hóa học. Nghĩa là nó chỉ chuyển đổi trạng thái thôi. Nó chỉ chuyển đổi trạng thái từ là rắn lỏng rồi tới khí, thì nó chỉ là vật lý thôi. Còn hơi á, cái hơi này nó cháy tạo thành cái thằng này mới là hóa học. Nhưng mà cái giai đoạn đầu này là vật lý,
Còn cái hơi paraffin cháy thành khí carbon dioxide và hơi nước thì nó mới là hóa học. Nhưng mà người ta hỏi là các quá trình diễn ra ở trên đều có sự biến đổi hóa học là sai. Câu này là sai nghe, chứ không phải đúng. Thầy đọc do nãy không có kỹ chỗ này. Tại vì người ta nói là các quá trình trên nghĩa là bao gồm cả quá trình là nến nó chảy rồi thành lỏng rồi thành hơi. Cái thằng này là vật lý chứ không phải là hóa học. Chỉ có giai đoạn sau thôi, từ giai đoạn hơi cháy thành khí carbon dioxide mới là hóa học. Chứ còn giai đoạn đầu là nó chính là vật lý. Chứng tỏ câu này người ta nói là tất cả giai đoạn đều là hóa học là sai. Chứng tỏ câu này sai được nghe này. Nha, thầy xin lỗi rồi đấy nha. Câu số 5. Quá trình chuyển hóa lipid chất béo trong cơ thể người thành glycerol và axit béo là sự biến đổi vật lý. Cái này chắc chắn là gì? À này sai. Tại vì cái này là đó chính là biến đổi hóa học. Cái thằng này là biến đổi hóa học chứ không phải là vật lý. Cái này sai chỗ đây. Hiểu chưa? Như vậy ở đây câu đúng ra đó chính là câu số 3 và câu số 4 này. Câu số 3 và câu số 4. Hiểu chưa? Như vậy bên đây người ta yêu cầu em chọn này. Các phát biểu đúng. Nãy chúng ta phân tích là 3-4 đúng không? Đây câu A này. Này câu số 2. Cái giai đoạn 1 nhớ là vật lý nha. Cái giai đoạn 2 mới là hóa học. Xin lỗi các em chỗ đó nha. Đọc nói chung là đọc lược qua một lần. Cái này mắt nhắm mắt mở thấy CO2 mình nước khoáng quá chọn hóa học luôn. Nhưng mà giai đoạn 1 của nó thực chất đó chính là vật lý. Từ rắn chuyển sang lỏng chuyển sang hơi thì nó chính là vật lý. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em cái câu còn lại. Đã bao em. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.